tay cái nào, chân đầu dọc cái chân một cái nào cho nó tiêu mồm đã. Chúa gọi Samuel và tiếng Chúa gọi vẫn còn vang vọng với chúng ta hàng ngày. Các
các bạn nghe xem chú gọi chúng ta làm cái gì nhá. Vỗ tay các bạn ơi, đánh tay cho các chị nào. Tuổi trẻ sống khỏe mạnh, ngày năm nay chủ đề là vun trồng tuổi trẻ. Chúng ta cố gắng giữ cái
tâm niệm đó, cái khẩu hiệu đó trong suốt năm nay để tới mùa lễ Ông Quốc Sinh Đô trong năm, ngày lễ Đứa Trẻ trong năm, chúng ta sẽ xét mình lại xem chúng ta có tiến bộ được chút nào hay không. Và trước khi đi vào chương trình văn nghệ và kết thúc buổi văn nghệ và buổi phát thưởng cho cái sinh hoạt ngày hôm nay, thì cha xin giới thiệu cái ban đại diện của giới trẻ Tân Hà chúng ta. Cái khóa mới này, từ trước đến nay thì toàn là những người có thiện chí, tình nguyện làm thôi, chưa có chính thức, nhưng mà cuộc họp xưa khởi để chuẩn bị cho ngày hôm nay thì các bạn trẻ đã bầu ra một ban đại diện gồm có 5 người. Cha xin công bố và xin các bạn đại diện và chúng ta chuẩn bị lên đây ra mắt là giới trẻ. Trước hết em chửi giới trẻ cho chính chúng ta lại du xe tàn xuân thế. Xin mời du xe tàn xuân thế. Xin mời anh chuẩn giới trẻ. Và chúng ta nhớ là tàn xuân thế chứ không phải tàn thế đâu. Du xe tàn xuân thế. Và anh phó giới trẻ là do An Lê Viết Khang sẽ phải du xe cho ta. Và cùng với hai anh trưởng phó, chúng ta có 3 thành viên nữa để cộng tác với anh trưởng phó này để điều hành các sinh hoạt của giới trẻ chúng ta. Anh Phê-rô Lê Văn Hùng cho du xe. Thành viên của ban đại diện giáo trẻ. Giới trẻ. Anh thứ tư, du xe Đỗ Cao Trí giáo họ Mẹ Lên Trời. Anh Đỗ Cao Trí là giáo viên mà bây giờ đang phải chấm thi cho nên vắng mặt. Và một người nữa thì đã gắn bó với giới trẻ chúng ta từ nhiều năm nay rất là tích cực, nhưng mà nay thì anh ta sức khỏe không được khá lắm cho nên không dám đứng đầu như từ xưa tới nay nữa. Tuy nhiên từ sáng tới giờ chúng ta thấy vẫn tích cực để cộng tác với ban đại diện cho nên cũng không thể thiếu được, cho nên anh vẫn nằm ở trong cái ban đại diện để cộng tác với anh trưởng anh phó và các thành viên trong ban đại diện. Anh em Tôn Trần Nam Khang xin mời. Như vậy là các chú cao trí vắng mặt, còn tất cả còn là 4 ban đại diện đây. Xin giới thiệu để toàn thể giới trẻ chúng ta biết từ nay có ban đại diện chính thức của chúng ta, để rồi ban đại diện này sẽ được đề cử lên là giáo hạt cũng giống như giáo phận để có tên trong cái giới trẻ của giáo phận và giáo hạt của chúng ta. Một lần nữa xin cho một tràng vỗ tay chúc mừng ban đại diện. Rồi xin cảm ơn ban đại diện. Rồi hôm nay trước khi vào chương trình văn nghệ, cha cũng phải thành thật mà cảm ơn giới trẻ giáo xứ Tân Hà chúng ta trong năm vừa qua. Rồi xin các bạn thầy yên tâm để nghe một cái điều rất là quan trọng. Xin đi là trong những năm vừa qua, giới trẻ chúng ta có thể nói là đã công tác vào việc xây dựng giáo xứ rất là lớn. Không biết là tất cả các giới trẻ chúng ta có ý thức điều đó không, nhưng mà cha kể ra đây không phải để kể công, nhưng mà để cho thấy cái giới trẻ tham gia vào cái sinh hoạt giáo xứ rất là tích cực. Chúng ta thấy cái công trình đầu tiên được coi như là công trình của giới trẻ, đó là sau khi đã hoàn thành con đường Phan Chu Trinh đổ nhựa rất là khang trang xung quanh khu vực nhà thờ này, thì giáo xứ chúng ta phải phá hết hàng rào đi để cơi nới cái đồ giới, không còn hàng rào nữa. Thì giới trẻ đã đứng ra để điều động từ nhân sự cho đến vật lực, tài lực, tiền bạc, rồi các vật tư để xây dựng cái hàng rào xung quanh giáo xứ chúng ta chiều dài khoảng gần 1 cây số. Cho nên hôm nay chúng ta có một cái khuôn viên nhà thờ khang trang như thế này. Đó là cái công trình đầu tiên của giới trẻ giáo xứ Tân Hà để xây dựng giáo xứ. Rồi tiếp theo đó là sau khi hoàn thành cái hàng rào thì từ hàng rào ra đến đường nhựa còn 1 mét lộ giới nữa bằng đất, cho nên rác rưởi cây cối cỏ mọc ung tùm rất là xấu. Cho nên giới trẻ làm tiếp trong công trình thứ hai, đó là tráng xi măng tất cả vòng quanh hàng rào cũng gần 1 cây số nữa. Đó là cái công trình thứ hai rất là lớn của giới trẻ. Và cái công trình thứ ba chúng ta thấy rất là cụ thể, đó là cái nhà xứ của giáo xứ chúng ta. Nhà xứ trước đã xây cách đây gần 40 năm.
nhân công rồi kêu gọi những người thân nhân đóng vật tư để xây dựng cái nhà thờ sứ của giáo xứ chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta có cái nhà sứ nó tham gia như vậy, đó là công trình thứ ba của giới trẻ rất là gần nhau. Và một công trình rất gần đây mới quyết định hôm Chủ nhật vừa rồi thôi là giáo xứ chúng ta có 6 điểm mít là trước cái khuôn viên nhà sứ, ngày nào nó tu rụng lá, giáo họ nào cũng quét lá rất là vất vả. Rồi các ngày Chủ nhật các em học sinh giáo lý qua đó ngồi dưới đó những ngày mưa cũng không thể thoát được mưa. Cho nên ngày Chủ nhật vừa rồi ban đại diện giới trẻ nhận thấy rằng nên phá bốn cái mít đó đi và làm những cái nhà mái che, thứ nhất là để cho cháu dân đi lễ về thường có thể chỗ mà để xe, rồi ngày Chủ nhật các em giáo lý có thể ngồi ở đó học giáo lý không bị mưa nắng được nữa. Cho nên quyết định rất là gấp rút vì ban đại diện nghĩ rằng cái giới này giới trẻ chỉ đến vui chơi ăn một bữa cơm rồi chơi rồi về thì nó buồn đi, cho nên làm mỗi năm làm một công trình gì đó để đánh dấu cho cái ngày giới trẻ mọi người giáo xứ. Cho nên ngày Chủ nhật anh em quyết định là sẽ làm cái nhà mái che đó để che mưa nắng để giữ xe và để có chỗ học giáo lý, rồi để khỏi không biết nó đồn lá xuống bên cùng quét. Quyết định ngày Chủ nhật và quyết định sẽ làm trong 3 ngày, nhưng mà có 2 ngày là hoàn tất rồi, ngày thứ 2 thì để làm là xong. Đó là cái công trình thứ tư rất là lớn của giới trẻ để đề tài cho giáo xứ. Hoan hô giới trẻ, mong rằng giới trẻ chúng ta sẽ tiếp tục triển khai cái tinh thần trẻ trong đó để xây dựng giáo xứ mỗi ngày mỗi thành tham gia đẹp trẻ hơn và tiếp tục chương trình. Bắt đầu chương trình văn nghệ, xin giao lại cho MC Trần Nam Hà. Cảm ơn cha sở đã rất thương yêu chúng ta hả tất cả mọi điều chúng ta có được hôm nay thì đầu tiên chúng ta phải cảm ơn là Chúa đã ban cho chúng ta có một ngày quá là đẹp, thật là bất ngờ từ sáng đến giờ trời quá đẹp. Một tràng pháo tay để cảm ơn Chúa chứ các bạn. Và sau đó thì chúng ta đã chơi một cái trò chơi hôm nay nó khác là hơn mọi năm phải không ạ? Chúng ta chỉ chơi bóng tù thôi, nhưng mà lần đầu tiên tổ chức bóng tù và chúng tôi nhận thấy trong ban tổ chức thấy là chúng ta chơi cũng rất là bình đẳng, không có sự khiếu nại gì lắm, có thể nói chung đáng tăng cả nhỏ thôi, không đáng kể. Thế nhưng trò chơi của chúng ta buổi sáng nay cũng hết sức là thành công. Hãy một tràng pháo tay nữa để chúng ta chúc mừng ngày trò chơi của chúng ta buổi sáng hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình văn nghệ nhé. Hôm nay cũng có rất nhiều những tiết mục rất là đặc sắc. Thế nhưng hôm nay trước mặt anh giới trẻ, chúng ta càng ngày càng quá trẻ. Các bạn ơi, trẻ quá phải không ạ? Và vì thế mà anh muốn giới thiệu ngay một tiết mục rất là trẻ để chúng ta khai mở chương trình văn nghệ hôm nay nhé. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho tiết mục múa trống cơm của giáo họ Thánh Cha. Xin mời giới trẻ của giáo họ Thánh Cha. Xin lưu ý những đơn vị nào nhé.
Vâng, xin cảm ơn các bạn trẻ của giáo họ Mẹ Lên Trời. Múa xong thì anh chị nào cũng trắng như tuyết phải không ạ? Rất là đẹp. Xin cảm ơn. Và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến với một tiết mục. Hầu như là sau này các chương trình của chúng ta thì khi mà được nhận là tiết mục giao về các giáo họ thì giáo họ nào cũng lo tập múa, tập nhảy hiện đại nhiều, nhưng mà tập hát thì ít lắm phải không ạ? Và ngày hôm nay trong chương trình hát thì chúng ta chỉ có một giáo họ duy nhất, đó là giáo họ Francisco sẽ gửi đến cho chúng ta ca khúc Vòng Tay Kết Thân. Xin chúng ta nhận một tràng pháo tay nào để cùng chào đón các chị giáo họ Francisco. Vâng, xin mời tất cả các chị cùng giáo họ Francisco. Với chúng ta trong ngày lễ Thánh Bổn Mạng Augustino của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón tiết mục của các chị sinh viên nhé, với phần múa liên khúc nào. Xin mời các chị sinh viên. We'll be right back.
Rồi nó nói lên được cái ý đồ rất là hay. Thế thì cái ý tưởng mà viết lên cái tiết mục vừa rồi là của tam tập thể hay là của riêng em thôi? Dạ, của tam tập thể góp sức lại nên mới được hoàn chỉnh như vậy. À vâng. Còn động tác cử điệu thì ai mà có được cái cử điệu đẹp đến thế?
anh chúc mừng cho tụi em. Mặc dù là xin cho các khu các giáo họ và các giáo xứ với những động tác của các em thì anh thấy có một nền tảng rất đẹp để sau này phát triển những cái phong trào của các giáo họ giáo khu chúng ta. Anh chúc mừng các em rất nhiều, cảm ơn rất hay. Chúng ta dành một tràng pháo tay nữa. Thật sự khi cái ý tưởng mà một vị trường giáo bước ra, tôi cảm động lắm. Các bạn có những cái động tác múa bằng một nhạc bản nhạc và hòa tấu quốc tế rất là quen thuộc, phải không ạ? Nhưng các động tác tung tay của các bạn hay lắm, rất đẹp. Và rồi vị truyền giáo bước ra, cái ý tưởng nó đẹp lắm. Rồi về kết, từ đầu đến kết các bạn có một cái phần liên hợp hết sức là chặt chẽ trong tiết mục của mình. Và bây giờ chúng ta tiếp tục sẽ đến với giáo họ Vinh Xuân Liêm. Vừa nãy là giáo họ Thánh Gia thì các con múa, bây giờ giáo họ Vinh Xuân Liêm thì các mẹ múa nhá. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho giáo họ Vinh Xuân Liêm với tiết mục Cô Tống ngày nay. Vâng, các cô Tống của chúng ta xin mời lên sân khấu nào. Xin mời. Rất đẹp. Riêng phần trang phục của các cô Tống ngày nay thôi cũng xứng đáng để chúng ta dành một tràng pháo tay được đó bạn ơi. Rất là kỳ công, rất đẹp. Tháng xanh, đường lúa đang đánh cỏ bay, đang đánh cánh.
Vâng, rất là tuyệt vời. Chúng ta vỗ tay lớn nữa cho các chị bên bên sân lên. Tôi tin chắc rằng tiết mục này cũng khá tốn kém đấy ạ. Riêng cái phần trang phục là đi thuê rồi phải không ạ? Mà thuê bằng này trang phục là không phải ít tiền đâu. Đó là những nhiệt tình mà các chị của bên giáo hội bên Sơn Liêm đã dành cho chúng ta trong bài múa Tô Tấm ngày nay cũng rất là dễ thương. Xin cảm ơn những nhiệt tình của các bạn trẻ của giáo hội bên Sơn Liêm. Tiết mục của giáo hội Chu Xe nhá. Xin một tràng pháo tay với bài múa gì đây ạ? Múa. Vâng, một bài múa với tựa đề cũng rất là hay, Phép Lạ Hàng Ngày. Hãy dành một tràng pháo tay cho các bạn trẻ của giáo hội Chu Xe. Bài múa Phép Lạ Hàng Ngày.
rất tiếc là cái lời nhạc nó hơi mờ phải không ạ? À? Nếu chúng ta nghe kỹ ra sẽ thấy rằng chung quanh của chúng ta mỗi ngày đều có những điều kỳ diệu, đều có những phép lạ, rất là đơn sơ, rất là giản dị. Chúa ban cho chúng ta nhưng nhiều khi chúng ta không biết đâu. Đó, một quả trứng mà nếu không nở lên thì cũng không phải là một phép lạ phải không ạ? À? Hoặc là nhiều khi chúng ta trợt chân ngay sàn nước mà thấy bình thường, chúng ta không nghĩ rằng phép lạ. Có nhiều người chỉ trợt chân như vậy thôi, đầu đập vào một cái gì đó và chết. Đấy, cho nên nhiều khi chúng ta hãy trân trọng những cái điều rất là bình dị xung quanh xảy ra chúng ta hàng ngày, và hãy tâm niệm đó là những điều mà Chúa ban cho chúng ta. Như thế thì chúng ta sẽ mỗi ngày sẽ nhận được rất nhiều những phép lạ. Tôi tin là như thế. Nhưng các bạn của giáo hội to
sau âm thanh của các nhạc cụ. Tôi rất khoái cái tiếng sấm băng của anh. Nó còn mềm hơn cả tiếng sấm băng của cái trống thần đấy chứ ạ. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều nhé. Một năng khiếu. Xin cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục của giáo họ Kỳ Đồ Vua với vở kịch. Các bạn nào xin mời cuộc đời sinh viên. Xem các sinh viên của chúng ta diễn như thế nào nhé. Rồi xin mời các cháu. Ủa hay là bắt thử dáng trước đi. Cho các bạn vui tí. Bạn trai ơi lên tập cho anh chích của em đi. Tại vì các bạn đang còn hóa trang. Anh thích quá rồi. Cục chát bồng bồng. Vì sao mà lại có cái tiết mục gọi là hồi nãy đăng ký tôi ngạc nhiên lắm. Hip hop thì tôi biết rồi nhưng mà beatbox thì tôi chưa biết. Thì ra là beatbox vào cái miệng của mình, beatbox vào cái miệng của mình. Cho tiếp gọi là beatbox chứ không ạ. Lúc đầu tôi cứ ghi là hip hop thôi, tôi tưởng là nhảy hip hop các bạn ơi. Đây là một tiết mục mới và không phải ai cũng làm được, không phải ai. Xong chưa các chàng trai của các chàng sinh viên của giáo họ Kitô Vua nào? Xong rồi phải không ạ? Chúng ta dành một tràng pháo tay nè. Và bây giờ thật sự chúng ta không biết gì hết, không nghe gì hết, không hiểu gì hết. Thank you.
thân gầy kể chuyện này bạn bạn trước khi tôi lìa đời, mong anh hãy nhìn xa và đừng dính vào. Thank you.
chọn một niềm tình yêu dẫu rằng đời là đời cũ tiêu, xin tình yêu vào lời ca, xin tình yêu vào lời ca, xin tình yêu vào lời ca, xin tình yêu vào lời Chúa. Vâng, xin chúng ta dành một tràng pháo tay cho các bạn trẻ của giáo họ Kitô Vua. Hôm nay Kitô Vua có thể nói là mùa lễ năm nay thành công phải không ạ? Từ thể thao cũng hay, văn nghệ cũng hay, nhưng đỡ hay hơn thể thao. Và các cuộc đời sinh viên thì thường là phải xa nhà phải không ạ? Cho nên chúng ta biết được rằng là xa nhà thì cám dỗ nó nhiều lắm. Lúc đầu các bạn cũng thấy là các bạn cũng diễn cái phần bị cám dỗ. Thế gặp khó khăn là tự nhiên có thấy có đứa đuôi dài đầu sừng nó mọc ra ngay, thấy một con quỷ bỏ ra phải không ạ? Và tôi cũng ấn tượng cái con quỷ của giáo họ Kitô Vua ghê lắm. Cái sừng thì rõ to, cái đuôi là càng đẹp các bạn. Con này là con Cu Ma Vương các bạn ơi. Tôi tin chắc là như thế. Không phải là xin cảm ơn và thưa kính chào thưa các bạn nhé. Tiết mục vừa rồi của giáo họ Kitô Vua thì cũng đã kết thúc cái chương trình văn nghệ của chúng ta trong ngày lễ. Khoan, còn một tiết mục cực kỳ. Trời ơi, các anh chị ra về là sẽ thiệt thòi ghê lắm. Tiết mục này mới là tiết mục quan trọng. Đó là tiết mục mà đặc biệt là cha sở sẽ đọc và kết quả cũng như trao giải thưởng cho tất cả các phong trào cùng như ngày hôm nay của chúng ta. Và chúng tôi xin kính mời cha sở ạ. Các bạn ơi, anh đề nghị các em chúng ta có đi ra ngoài một chút thì quay lại nhé. Quay lại những cha công bố cái kết quả của chương trình hôm nay của chúng ta. Cha đã cho chúng ta tất cả rồi, từ cái bao nhiêu nào là vào nước của trò chơi này nọ của chúng ta. Và bây giờ chúng ta một chút xíu nữa thôi thì anh mời các em, các bạn chúng ta tập trung ở lại hội trường cùng anh. Xin cảm ơn tất cả anh chị em giới trẻ đã đến tham gia cái ngày sinh hoạt giới trẻ Augustino của chúng ta rất là đông đảo. Và hôm nay chúng ta thấy rất là thành công. Trước hết chúng ta thấy biết là hôm nay là ngày mà hai trận bão thật lớn dập vào bờ. Thế mà hôm nay sáng hôm nay nó chạm đến giáo xứ Tân Hà, thấy giới trẻ quá hăng say, nhiệt tình và đến đông đảo như thế này. Cho nên trận hai trận bão nó đang tạm dừng ở ngoài khơi, đợi hết cái ngày giới trẻ ngày mai nó mới dập vào bờ tiếp. Đó là cái thành công lớn lao của chúng ta. Rồi hôm nay tất cả các bạn trẻ của cả bảy giáo họ đã nhiệt tình và đã đến rất là đúng giờ chính xác, từ đầu cho đến đuôi tất cả mọi giờ giấc đều chính xác hết, đúng 7:30 tất cả giới trẻ của bảy giáo họ đã có mặt đông đủ tại khu vực tài trưởng của chúng ta. Rồi các giờ thể thao, các giờ lễ, giờ ăn cho đến nhiều văn nghệ đều rất là chính xác. Điều đó nói đến cái tinh thần về giới trẻ của chúng ta rất là nhiệt tình. Xin chúc mừng giới trẻ Tân Hà. Rồi các sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay đều rất là đáng khen. Văn nghệ thì có nhiều giáo họ cũng đề nghị là chấm điểm văn nghệ, nhưng mà giáo xứ chúng ta thì không có các đạo diễn chuyên nghiệp, không có ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp, nên chấm điểm về văn nghệ thì rất là khó, không biết đùa lòng nhất, đùa lòng gì, rồi chấm ra vào thiên tư, rồi lại thiên tư rồi kia. Cho nên tất cả 7 giáo họ đều nhất hết. Về kỹ thuật trai cũng vậy, lều trại của đội nào chúng ta cũng chưa có chuyên nghiệp về hướng nào, về thiếu nhi thánh thể, nhưng mà thấy giáo họ nào cũng dựng lều trại rất là đẹp và có những trang trí và những cái khẩu hiệu rất phù hợp với giới trẻ. Vì thế về kỹ thuật trại cả bảy đội đều nhất hết. Ăn thì cha không đi hết các giáo họ ăn nên không chấm điểm được. Riêng có tiết mục thể thao thì chúng ta cũng chấm điểm một chút để tượng trưng biết đội nào nhất, đội nhiều gì. Trước hết là cha cũng thấy rằng thời gian vừa qua, mấy tuần vừa qua, cả tháng vừa qua, tất cả các giáo họ đã tập tành rất là kỹ lưỡng, rồi may đồng phục rất là đẹp.
các vận động viên đều rất là nhiệt tình hăng hái. Đến giờ là vào ngay, không có chậm chạp, chần chừ như những năm trước. Tuy nhiên cũng dựa vào cái kết quả thi đấu để trao một cái phần thưởng tượng trưng. Và trước hết là phải thành thật tuyên dương công trạng của ban đại diện cũng như các ông trù của các giáo họ, và để tượng trưng xin trao một cờ lưu niệm và cũng tưởng thưởng cho ban đại diện của giới trẻ giáo sĩ chúng ta. Xin đại diện của giới trẻ lên lãnh cờ lưu niệm. Xin hãy đại diện giới trẻ, trưởng ban đại diện hôm nay bắt đầu nhận chức và cũng thành công rất tốt đẹp trong ngày giới trẻ hôm nay. Xin cho cờ lưu niệm cho anh trưởng ban đại diện cho tất cả giới trẻ giáo sư tân hành. Rồi về chấm điểm thể thao bánh tù thì nói đến bánh tù thì nhiều anh chị em giới trẻ nói là bánh tù nó phát xuất từ giáo sư tân hành này, nó đã có từ thời xa rồi, nhưng mà lâu ngày nó quên mất. Hôm nay bắt đầu khởi động lại để nhắc nhớ lại cái trò chơi bánh tù của chúng ta, và nó cũng rất là hào hứng, và cũng dựa vào cái khuôn kết quả để chấm điểm, để tượng trưng cho cái phần thưởng ngày hôm nay. Thì ta làm chấm như thế này, các đội được vào chung kết thì đội nào thắng là nhất, đội nào và đội thắng thì được 3 điểm, đội thứ nhì vào chung kết đó thì được 2 điểm, còn đội thứ ba thì không vào chung kết nhưng mà được bán kết thì được 1 điểm, còn đội nào bị nghỉ ngay ở vòng loại thì không có điểm nào. Và cứ như vậy thì nam với nữ cộng lại với nhau thì phát giải chung cho từng giáo họ. Vậy thì giải nhất giáo họ Kitô Vua. Xin trao cờ lưu niệm cho đại diện giới trẻ giáo Kitô Vua. Nhất là như thế này, nhất nữ và nhì nam, cho nên nhất nữ được 3 điểm và nhì nam được 2 điểm, cộng lại là 5 điểm. Xin trao vận động viên nhì nhất và nhì nam. Hoan hô Kitô Vua. Giải nhì giáo họ Du Xe. Giáo họ Du Xe được nhất đội nam và được 3 đội nữ. Thứ nhất đội nam là 3 điểm, cộng với nữ thứ ba 1 điểm nữa, cộng lại là 4 điểm. Thứ nhì giáo họ Du Xe. Xin mời đại diện giáo họ Du Xe. Giải ba dành cho giáo họ nào? Alfonso. Alfonso được giải nhì nữ cho nên được 2 điểm. Thứ ba, xin mời đại diện Alfonso. Giải 3 nam thôi cho nên 1 điểm giải thứ 4. Chúc mừng mẹ lên trời. 3 giáo họ còn lại không có giải nhất, giải nhì, giải 3, cho nên xin 3 giáo họ đồng hạ giải khuyến khích. Giáo họ Thánh Gia, giáo họ Francisco và giáo họ Vinh Sơn Liêm, xin mời đại diện của 3 giáo họ. Đại diện Thánh Gia. Thánh Gia.
Xin chúc mừng bài giáo. Cả bài giáo hòa này những năm trước là giải rất là cao, nhưng mà năm nay vào anh tù thì nó không phân biệt về đông quý ít nữa, cho nên các vận động viên đều dù là giáo hòa ít nhưng mà vẫn có thể chọn ra những vận động viên thi đấu ngang ngửa với giáo hòa khác. Và một lần nữa xin chúc mừng giới trẻ, chúng ta có một ngày sinh hoạt thành công, xin chúc mừng. Xin chân thành cảm ơn ban đại diện, tất cả ban tổ chức cũng như tất cả các bạn trẻ thầy giáo. Hẹn gặp lại ngày Augustinus 2013.